Thấy trên màn hình người này đặt câu hỏi là nhận định thì đúng hơn, phát bồi Phan Kỳ Nhân bây giờ chống cộng yếu ớt không bằng thời kỳ ông Lạc. Xin mời ông Lạc đầu tiên trước ạ. Ông nghĩ sao về ý kiến của người này? Người ta nói như vậy đấy là cái quyền của người ta, có quyền nhìn sinh hoạt cộng đồng mà người ta phát biểu cái cảm tưởng của người ta, vì người ta thấy cái cộng đồng ở đây họ luôn luôn ở trong thế thụ động. Thì chúng ta thấy cái vụ vừa trên Phong Đa này và nhiều cái vụ khác nữa cũng rất là thụ động, là bởi vì là thành phố có Vinh Tơ mà để có những cái kẻ mà thiên cộng đến mà phát biểu, rồi cái cộng đồng cũng chẳng có là phản ứng mạnh mẽ gì cả. Đấy, rồi thì lại dân cử lại còn hợp tác với những cái người đó nữa, thì rõ ràng là chúng tôi thấy cái sự yếu kém trong cái vai trò lãnh đạo cũng như là tổ chức của các tổ chức đấu tranh, các đảng phái lẫn cái ủy ban chống cộng sản và tay sai, và ngay cả cái ban đại diện cộng đồng của anh Phát nữa. Anh Phát là chủ tịch ban đại diện cộng đồng lưu nhiệm chứ không phải là anh ấy được bầu lần thứ hai nữa, mà cái bổn phận của anh ấy là phải tổ chức bầu cử, mà anh cũng không làm nổi đến cái chuyện tổ chức bầu cử để có một cái ban đại diện mới, mà để rồi là người ta bại hoại rời rạc đến cái đó là thôi xin lưu nhiệm, và ông là sẽ lưu nhiệm cả 3 năm nữa. Đó là cái điều tôi rất thấy làm buồn, phải nói thẳng là như vậy. Nhưng cái tinh thần chống cộng của người Việt ở Nam California này không phải vì vì thế mà nó là đi vào cái chỗ nó gọi là giống như là bại sụi đâu. Khi nào có cộng sản xuất hiện tới đây thì cộng đồng ở đây họ giống như là được đánh thức dậy, và họ sẽ không thể nào mà ngồi yên để mà nhìn mấy cộng sản lớn bé mà nhí nhô ở đây mà lố lăng ở đây đâu. Đấy, theo là cái nhìn của Vâng, tôi là như vậy. ông Phát, ông có thể phản biện ông Lạc và vị khán giả vừa rồi một lần nữa đó. Vâng, Người này yên. cho rằng là thời kỳ của ông Lạc đó thì chống cộng dữ dội hơn thời của ông Phát Bồi và ông Phan Kỳ Nhân bây giờ. Vâng. Trước tiên thì tôi xin muốn hỏi cái vị mà đã đặt câu hỏi đó đó là ông gì? Ông tôi nhìn không thấy được tại vì nó bị trắng bởi cái camera Vâng. của tôi. VC Ông gì? có chữ VC ạ. Vâng. VC. Diệt VC, diệt VC. Vâng. Nếu nếu không làm là diệt VC, không có dấu ạ. Vâng. Ông này có lẽ là muốn dùng cái nickname là Diệp Việt Cộng, cũng là cái người có lẽ qua cái tên của ông có lẽ là người chống cộng. Thì thưa ông Diệp Việt Cộng, khi mà ông đưa ra cái cơ nhận định đó thì tôi mong rằng là trong những cái lần như vậy, tôi rất tôn trọng những ý kiến của anh cũng như là của quý vị, nhưng mà tôi mong rằng là anh nói một cách nó cụ thể hơn, mặc dù là trên cái comment trên diễn đàn thì khó có thể nói nhiều được, nhưng mà nên nói cụ thể thì người ta mới có thể thảo luận với mình được. Việc đầu tiên á, tôi xin nói với anh một điều. Trong cái thời gian của ông Nguyễn Tấn Lạc thường sinh hoạt trong cộng đồng thì những cái phong trào chống cộng nó có nhiều cái sôi nổi hơn. Tuy nhiên nếu mà ông nói rằng là không biết sao có ai để âm thanh nó ồn quá, nhiều khi tôi Vâng, bị xin bác sĩ Ngô Bá Định có thể mở video lên ạ. Xin mời ông Phát tiếp tục. Vâng, thì thưa quý vị, trong cái thời gian mà ông Lạc sinh hoạt thì cái việc chống cộng nó có nhiều cái sôi nổi, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là ông Lạc là cái người chống cộng mà rất là tích cực. Trong thời gian ông Lạc làm, tôi chưa thấy ông làm được một cái việc gì mà có cái hình mà nó chống cộng ra hồn cả, mà tất cả những việc đó là do ông Phan Kỳ Nhơn làm. Từ đó cho đến nay, gần đây thì ông Phan Kỳ Nhơn đã đến cái tuổi 80 mấy, gần 90 tuổi rồi, ông đã rất mệt mỏi. Nhưng mà ông vẫn còn cái tinh thần chống cộng. Ngược lại, những cái điều ông Nguyễn Tấn Lạc nói thì cũng có một số điểm rất là có lý. Ví dụ cái sự việc mà bà Nhật Linh, có lẽ ông ám chỉ đến bà Nhật Linh và một số cái vị dân cử Việt Nam, đặc biệt là những người ở trong thành phố Washington, trong những thời gian vừa qua đã đi dự những cái tiệc của Va-Va, mà trong đó có Việt Nam Airlines là một trong những cái người đã sponsor. Và gần đây lại để cho những người như là nghị viên Nam Quang của thành phố Washington lên tuyên bố những cái lời mà nó rất là xúc phạm đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thực sự ra cộng đồng có làm gì không? Có chứ. Họp báo 2 lần và cũng đã biểu tình.
chung với lại Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai của ông Phan Kỳ Nhân. Một cái điều mà chúng tôi vô cùng tiếc là rất nhiều các tổ chức đấu tranh chống cộng, các đảng phái khác như là, thôi tôi chẳng cần phải nói tên, nhưng mà những cái đảng chính trị lớn ở trong cộng đồng dân tộc đây đã thờ ơ đứng ở bên ngoài. Chỉ có cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, Liên hội cựu chiến sĩ và tập thể chiến sĩ Trung tâm Địa hợp Tây Nam là góp phần tích cực trong những cái việc phản đối, cũng không hề thấy ông Nguyễn Tất Lạc đi ra để mà biểu tình chống lại những cái việc đó. Thành ra quý vị nói rằng là cộng đồng thụ động hay là cộng đồng thờ ơ hay rời rạc trong cái việc chống cộng mà bên cái thời ông Nguyễn Tất Lạc mới là tốt thì tôi không đồng ý cái việc đó. Còn cái điều mà ông... Vâng, xin mời ông Lạc ạ. Ông Lạc có muốn phản biện hay không ạ? Chưa nói xong hết, anh để tôi nói. Vâng, xin mời ông. Điều mà ông Nguyễn Tất Lạc nói rằng là cộng đồng của tôi là cộng đồng tím danh thì điều đó tôi hoàn toàn không đồng ý. Vào năm 2020, khi mà Covid đang xảy ra, thì chúng tôi cũng có tổ chức một cái buổi đại họp, đại hội khoáng đại gồm các tổ chức mà đã khi xưa đã đứng ra để mà thành lập cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Thì những người đến họp đã đi đến một cái quyết định là lưu nhiệm lại ban đại diện cộng đồng thêm một thời gian nữa là 4 năm chứ không phải là 3 năm. Thì cái thời gian đó nó sẽ miễn hạn vào năm 2025. Thì cái việc này là cái việc mà đã được cả một cái đại hội, tuy là không đông người, có khoảng chừng tôi nhớ không lầm khoảng chừng 40-50 người thì đã đi đến cái quyết định rốt ráo như thế. Trong đó có rất nhiều người là ở trong Liên hội của chiến sĩ, tập thể chiến sĩ, cũng như là một vài tổ chức của Hội đồng Hương. Thì đưa ông Nguyễn Tất Lạc, ông không đến tham dự các phiên họp đó, mặc dù là chúng tôi đã gửi thư mời rộng rãi, thì ông không có quyền gì lên chất vấn cái vấn đề chính danh của ban đại diện lưu nhiệm của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cực. Anh để cho tôi nói cho nó đầy đủ chứ. Ông kia ông nói, rồi chính ông là cái người phản biện, nói bậy nói bạ mà tôi không được quyền nói là cái chuyện rất là vô lý. Tôi chỉ nói cho anh Phát biết rằng anh là chủ tịch cộng đồng, anh có trách nhiệm phải tổ chức bầu cử mà anh không làm, rồi anh sắp xếp được buổi họp rồi để rồi thì là lưu nhiệm anh, mà còn lưu nhiệm đến 4 năm là cái gì? Nội quy nào cho phép anh làm cái điều đó? Tôi nói thiệt với anh, tôi rất là buồn cho có một người chủ tịch cộng đồng như anh, một người háo danh chứ không có thực sự phục vụ cái gì cả, phục vụ bằng cái kiểu viết văn thư đi chỗ này chỗ kia phản đối rồi đi vô gặp Việt Cộng để cho người ta xuyên tạc. Thế là cái gì? Anh là chủ tịch cộng đồng mà anh để ra biết bao nhiêu là những sai sót mà tôi không muốn nói. Tôi đâu có phải là phải đến dự cái buổi họp đó. Tôi muốn dự không là quyền của tôi, nhưng quyền nói cũng là quyền của tôi. Anh không có thể nào mà anh tìm cách anh bịt miệng tôi được. Anh là một cái thành phần háo danh, anh có biết không? Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.